các đại lý giảm giá mẫu cross over cỡ B đến hết tháng Ngô tháng 7 âm lịch, cả 3 phiên bản đều giảm 30 đến 80 triệu. Cả 3 phiên bản của EcoSport đều được giảm giá bằng tiền mặt và phụ kiện, khách hàng có thể quy đổi phụ kiện, bảo hiểm vật chất sang tiền mặt hoặc ngược lại. Mức giảm cụ thể như sau. Bản trên giá 603 triệu xuống còn 583 triệu giảm 20 triệu. Titanium giá 646 triệu xuống còn 566 triệu giảm 80 triệu. 1.0 Eco bút giá 686 triệu xuống còn 620 triệu giảm 66 triệu. Tại một số đại lý mức giá giảm tiền mặt có thể thấp hơn, khoảng 15 triệu đến 60 triệu tùy phiên bản nhưng được tặng kèm phụ kiện và bảo hiểm vật chất một năm. Mức giảm có thể khác nhau ở các đại lý và khu vực, các thị trường đang giãn cách xã hội có mức giảm tốt hơn. Trong bảng giá trên, giá bán thực tế của bản Titanium lại thấp hơn bản Chen. Bởi lẽ theo đại lý, khách hàng quan tâm bản Chen không nhiều. Chủ yếu hỏi bản Titanium, vì vậy nhà phân phối tập trung bán bản này, ưu đãi sâu hơn. Việc giảm giá sâu EcoSport ngoài kích cầu tháng 7 âm lịch còn để dòng xe này cải thiện doanh số trong 3 tháng gần đây. Kể từ khi ra mắt bản mới đầu năm 2021, chỉ còn 3 phiên bản thay vì 5 bản như trước, giá tăng nhẹ và lược bỏ một số trang bị tiện ích như cửa sổ trời hay màn hình trung tâm dạng digital, EcoSport liên tục giảm doanh số. Các đối thủ của EcoSport như Kona, xeo tốt ngoài kiểu dáng bắt mắt hơn lượng trang bị, giá bán, không gian nội thất cũng nhỉnh hơn EcoSport khiến mẫu xe này thực sự gặp khó. Bản thân các đại lý cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mẫu xe này, khi trong tháng 7 một đại lý tại Hà Nội chỉ bán ra được hai chiếc EcoSport. Không những vậy, các đại lý cho biết nếu tình trạng giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam và Hà Nội còn kéo dài thì doanh số của mẫu xe này sẽ còn tiếp tục gặp khó. Xe cộ,